Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Đi Việt Nam. Lại là mình đây, mình là Ngọc đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về một mẫu tai nghe True Wireless giá rẻ đến từ nhà Xiaomi. Thực chất thì nó là một thương hiệu con, Redmi AirDots. Nếu như các bạn trước đây đã từng xem một cái video của mình về chiếc Xiaomi AirDots thì có lẽ các bạn cũng sẽ định hình được về cái tai nghe này. Bởi vì về cái thiết kế là nó cũng sẽ không khác biệt nhiều, nó chỉ khác biệt nhau một chút về cái phần âm thanh cũng như phần thiết kế ở trên cái tai nghe mà thôi. Vậy thì nó khác biệt gì và cũng như là giá rẻ hơn nó có mang lại những trải nghiệm tệ hơn hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đánh giá Redmi AirDots nhé. Và cảm ơn Chiếm Tài Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm Redmi AirDots để thực hiện video này. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ làm một màn bóc hộp. Thực ra là mình đóng lại để cho các bạn có thể là tưởng tượng ra cách lấy như thế nào mà thôi, chứ mình đã lấy ra mình nghe trước rồi chứ không làm sao mà đánh giá được cho các bạn ngay trong video này. Mở ra đánh giá bừa các bạn chửi chết. Sẽ có một điều mình thấy khá là buồn, đấy là các bạn mua cái chiếc Redmi AirDots này chúng ta sẽ không có được tặng kèm theo cái sợi cáp sạc. Và sợi cáp sạc đấy thì các bạn sẽ phải tự chuẩn bị, mà bây giờ điện thoại gần như là tất cả anh em đều dùng USB Type-C rồi. Thế nên việc để đi kiếm cái sợi dây sạc cho cái này là điều mình thấy khá là ngu xịt. Tại sao họ không tăng khoảng tầm 20-30 nữa và tặng chúng ta một cái sợi cáp sạc bên trong, có thể ngon hơn không? Bên trong đây chúng ta cũng sẽ có thêm hai cái nút tai nghe để có thể thay đổi cái kích cỡ tai theo tùy từng người. Ví dụ như tai bạn có lỗ tai nhỏ thì các bạn có thể thay size S, còn nếu như tai các bạn lớn thì các bạn có thể thay cái size L lớn hơn một chút. Và cuối cùng là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng với đầy tiếng Trung. Thế thì các bạn sẽ không thể mà sử dụng tấm này rồi, trừ khi các bạn có trình độ hiểu biết cao về tiếng Trung hoặc là học Trung Hoa học. Đến với cái tai nghe Redmi AirDots mà mình đang có ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là từ cái thiết kế của kén sạc cho tới cái tai nghe bên trong thì nó lại không khác biệt so với cái mẫu Xiaomi AirDots mà trước đây mình đã chia sẻ với các bạn. Nhưng mà cái mức giá của nó thì sẽ rẻ hơn từ 100-200. Và với cái thiết kế như này vậy thì nó khác biệt gì? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ có một cái màu sắc nó sạch hơn. Nếu như trước đây Xiaomi AirDots chúng ta sẽ chỉ có một cái tùy chọn màu trắng thì bây giờ chúng ta đã có thêm cái tùy chọn màu đen trên cái Redmi AirDots này. Từ đó nó sẽ giúp cho các bạn có một trải nghiệm khi mà sử dụng không lo là nó bị bẩn, bị biến màu trong quá trình sử dụng, và cũng như là khi mà nó có bị xước nó cũng sẽ không để lại cái vết chảy nó quá là lộ như cái màu trắng kia. Hay là quả pin của cái tai nghe Redmi AirDots này thì nó cũng sẽ không khác biệt so với cái mẫu Xiaomi AirDots trước đây mình đã chia sẻ, vẫn là 300 mAh cho kén sạc và 40 mAh cho hai cái tai nghe này. Tức là khi mà các bạn sử dụng hết pin của hai cái tai nghe này thì các bạn có thể sạc được thêm khoảng tầm 3 lần nữa. Chúng ta sẽ có tới 16 tiếng để sử dụng liên tục cho cả cái kén và cái tai nghe. Đây là một khoảng thời gian mình đánh giá rất là tốt. Và còn một yếu tố nữa mà nó thay đổi trên cái mẫu tai nghe Redmi AirDots này, nó vừa là rút gọn nhưng mà nó cũng sẽ mang lại chúng ta những trải nghiệm sử dụng nó dễ dàng hơn. Đó là đến từ việc cái nút bấm ở trên cái mẫu Redmi AirDots này nó sẽ là nút cứng chứ không còn là cái nút cảm ứng giống như trên cái mẫu Xiaomi AirDots nữa. Khi các bạn muốn thao tác dừng bài hay các bạn muốn nghe điện thoại thì các bạn sẽ phải nhấn mạnh vào, và khi đó nó sẽ có cái cảm giác là đẩy tách giống như kiểu các bạn bấm trên những phím cứng, nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn như thế này. Thì với cái phím bấm như này thì nó vừa có mặt lợi vừa có mặt hại, đó là khi các bạn gắn lên tai thì các bạn sẽ không cần phải là tránh những cái điểm cảm ứng nữa. Ví dụ như cái mẫu Xiaomi AirDots trước đây khi mà mình gắn nó lên tai ấy thì mình sẽ phải cẩn trọng tránh xa cái khu vực này ra, bởi vì nếu như mình giữ khoảng tầm 3 giây thôi là nó sẽ tự động tắt cái tai nghe đi. Vậy nên là với tai nghe này các bạn có thể thoải mái gắn lên tai mà không lo là vô tình chạm vào và khiến cho tai nghe chúng ta bị tắt. Nhưng mà nó lại cũng sẽ có một cái điểm yếu, đấy là khi các bạn muốn dừng bài thì các bạn sẽ phải nhấn mạnh vào, và khi đó cái cảm giác như là cái hơi ở giữa vùng của cái nút cao su này và cái màng nhĩ chúng ta nó sẽ bị đẩy vào, và nó khiến cho tai chúng ta có một cảm giác nó hơi bị nhói nhói đau nhẹ. Thì nói chung rằng là nó vừa có lợi vừa có hại, mình cũng chả biết là lợi nhiều hay là hại nhiều. Thì cái này tùy theo cái cảm nhận của bạn mà thôi. Nhưng theo mình thì mình là một người rất ít khi sử dụng cái phím này, thế nên rằng là mình vẫn có thể chấp nhận một mức giá rẻ hơn và cũng như là có một cái thao tác gắn lên tai dễ dàng hơn. Còn về chất âm của nó thì sao? Với một mức giá rẻ hơn thì nhiều bạn sẽ có một suy nghĩ rằng là chắc nó cũng sẽ bị cắt giảm một phần ở chất âm hay là cắt giảm một phần ở cái bộ điều khiển. Nhưng mà theo cái trải nghiệm của mình thì cái chất âm của cái tai nghe này lại không hề khác biệt so với cái mẫu Xiaomi AirDots, mà nó lại có phần nhỉnh hơn. Nếu như ở cái tai nghe Xiaomi AirDots trước đây mình đã chia sẻ, đó là cái giải bass và giải mid của nó làm khá tốt, cái giải chép thì lại làm khá tối, nó không được sáng, nó không được nổi bật như hai cái giải kia. Thì với cái tai nghe Redmi AirDots này thì cái giải chép của nó đã được làm nổi bật hơn. Tất nhiên giải bass của nó thì vẫn ok, giải trung thì nó hơi bị yếu hơn một chút, nhưng giải chép của nó lại lấn át hoàn toàn.
Thì với những bạn mà thích nghe những thể loại như kiểu nhạc vàng, bolero, cần nhiều chép thì cái tai nghe Redmi AirDots này nó sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm là rất ngon. Và mình cũng đã thử mang cái đôi tai nghe này cho một người thầy của mình dạy mình năm cao đẳng và thầy ấy là một người chơi âm thanh rất nhiều. Và theo thầy ấy đánh giá thì cái mức giá khoảng tầm là 500-600 cho đôi tai nghe này là quá ngon. Bởi vì thầy có chia sẻ rằng thầy đã sử dụng qua một số mẫu tai nghe đến từ Sony và Sennheiser. Thì nếu như để có một chất âm như thế này cho một đôi tai nghe đến từ Sony, nó sẽ mức giá rơi khoảng tầm từ 1.2-1.3. Thì đây mình phải nói thực sự nó đã mang lại chúng ta những trải nghiệm rất là thơm ngon trên một đôi tai nghe chỉ có mức giá rơi vào khoảng tầm là 500-600. Và tổng kết lại với cái mẫu tai nghe Redmi AirDots thì đây là một mẫu tai nghe True Wireless giá rẻ, nhưng mà những gì nó mang lại chúng ta lại tuyệt vời hơn cái mức giá của nó. Chất âm được cải thiện hơn, những cái thao tác để chúng ta gắn lên tai nó cũng dễ dàng hơn, và cũng như là chúng ta cũng sẽ có một màu sắc nó sạch sẽ và đẹp đẽ hơn trong quá trình sử dụng. Và các bạn thấy sao, liệu đây có phải là cái mẫu tai nghe nó sẽ bá đạo nhất trong phân khúc tầm giá từ 500-600 hay không? Xin mời comment để lại cái ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Và trong cái phân khúc này theo các bạn thì còn mẫu tai nghe nào nó ngon hơn hay không thì các bạn cũng sẽ comment và để lại phía bên dưới nhé. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.